Trong hai ngày 25 và ngày 26 tháng 10, tại đồn biên phòng Sơn Trà, Ban chỉ đạo diễn tập bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng tổ chức diễn tập chiến thuật cấp đồn biên phòng về chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, làm nhiệm vụ A3, tổ chức thực hành chiến đấu bảo vệ đồn. Đợt diễn tập này được tiến hành 3 giai đoạn, gồm chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu bảo vệ đồn. Cuộc diễn tập nhằm nâng cao trình độ năng lực tổ chức, chỉ huy thực hành chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu của người chỉ huy và cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Trong cái yêu cầu nhiệm vụ mới, bộ đội biên phòng tổ chức rèn luyện vừa sử dụng thành thạo các vũ khí trang bị, đồng thời đánh giá tình hình khả năng địch sử dụng vũ khí công nghệ cao trong thời gian tới kỳ này nay để chủ động trong việc phòng ngự, trong việc tổ chức chiến đấu, hoàn thành tất cả mọi nhiệm vụ. Nhờ tổ chức tốt khâu huấn luyện nên trong quá trình thực hành chiến đấu, lực lượng thực binh đã tuân thủ đúng ý định của người chỉ huy và các nguyên tắc trong chiến đấu, xử lý tốt các tình huống theo yêu cầu của ban chỉ đạo diễn tập. Qua đó trang bị cho người chỉ huy phương pháp tổ chức chỉ huy hiệp đồng chiến đấu với vũ khí trang bị, từ đó nâng cao trình độ năng lực chỉ huy cho đội ngũ cán bộ, phát huy tinh thần tự lực tự cường, chủ động sáng tạo tại các đồn biên phòng. Thông qua diễn tập này là một cơ hội để từ người chỉ huy cho đến cán bộ chiến sĩ học tập nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện cho nhiệm vụ xây dựng quản lý bảo vệ biên giới cũng như nhiệm vụ huấn luyện lâu dài. Diễn tập chiến thuật là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Chính vì vậy, những năm tiếp theo, nội dung diễn tập chiến thuật được đưa vào công tác huấn luyện thường xuyên của các đồn biên phòng, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển.